Mùi tiếp mình ăn được đất mùi ở đài những dây em bì ca ao dốc nơi tam khuôn nơi sầm bột chiếc cho bắp đám có đôi chì ban sầm cô liên dân cho bắp đám bần tái dưỡng ban thưa thức đây này nôm hơi sầm lạch đời xa dưỡng miên khuya khôn đôi chân này mình bách dốc cho bắp đám tì dưỡng là cô bí để miên khuya khôn nó đã tam khuôn của bàn ban sầm cô liên dân có đôi chân này cô bí miên khuya khôn cứ từ tù bàn chẳng khăn là có ba lúc từ tuôn hay mà chọn mình miên bánh hà tề có bánh tay bánh bạc bó trâu tại bánh bạc bó cho bạc bàm bóng ôn bây giờ bó lúc nơi ta tiêm tiêu ta xong câu pi bánh bàn tế đòi xa chấp bắp dương đầm râu ở miên bánh bạc bó trầm đàm đòi xa chấp bắp miên cơ ta môi chùm nuôn ta bộ khó này anh bảo cường nhiên bốc kê cái đó bắn tốc và mang khai và mang chấm một phần ao cô pí tốc bắn cả ấy ắt cả đấy chẳng bao giờ nơi tin nào cả đó tin nào đó cái cắn bắn bạc bó đâm cả ra cả đáp xem xin tiếp bàn phần tai bắn bạc bó đi bà lúc khơi nhặt khâu chấm bắp hơi lúc ai đó tốc bắn phim làm khai và mũi khai từ tam chấm bắp rồi bỏ dường đôi chân hết xong group đi cai chun ông một chút đôi chiếc bóng bồn bị bớt thả ní chia tầm râu ca chấm bắp rồi bỏ dường ជាទូទៅហើយនាងកញ្ញាជាទីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំអែនណាមកពីសហគ្រាសវត្តក្នុងខ្មែរធម្មជាតិបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាសលៈមិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជរាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដែលមានវ័យចាស់ពេកពី វត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិបានកែឆ្នៃរុក្ខជាតិមរុំផ្សំឡើងលបាយពីឫសដល់ចុងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺសលាក់រ៉ាំរ៉ៃដំគីដំពកបកឬដំបាតម្រិញរបេងកូនកណ្ដុរសត្វដោះក្នុងដៃស្បូនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកផលិតផលឈុតសរីរាង្គក្រៅយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកវត្តឈុតសរីរាង្គក្រៅមានបួនមុខហើយមានពីរប្រភេទប្រភេទទី1គឺសូនតឃ្មុំប្រភេទទី2គឺក្របសំប៉ែតវត្ត
Sống cùng ở sân khấm, hãy tệ tốt mô lê tựa sắp đằng bớt rộp quân nơi lưu ekran ní, rưu cha tam bà rộp xa rộp bọt tùm bọt Facebook, phía xa khmai, vót mrum khmai thòm chiếc, phía xa ngu lê, vót natural khmai mô rinh gà. Sống ọc cùng.